Mới đây, những hình ảnh của cô giáo thực tập môn tiếng Anh tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh, thành phố Hồ Chí Minh nhanh lẹ chiếm được cảm tình của dân mạng. Cô nàng trở thành tâm điểm tìm kiếm của nhiều bạn trẻ vì quá xinh tươi và dễ yêu thương. Trong bộ áo dài truyền thống, cô gái gây chú ý với làn da sáng, thần thái duyên dáng. Ngay sau khi hình thành trên mạng xã hội, những bức ảnh đã hút hàng chục lượt thích và chia sẻ. Với tài năng tìm info siêu tốc độ, không khó để dân mạng tìm ra thông tin về cô giáo trên. Được biết cô là Trần Lan Hương, sinh năm 1998, đang thực tập dạy môn tiếng Anh tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh, thành phố Hồ Chí Minh. Chính vẫn đang theo học tại Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, khoa tiếng Anh. Loạt ảnh do học sinh lớp cô Hương phụ trách chụp và chia sẻ kèm lời nhắn, xin dạy cô, yêu cô. Kim Ngân học trò lớp Lan Hương giảng dạy người đăng những tấm hình lên mạng xã hội, cho biết thêm, cô Hương mới được về thực tập ở trường em. Bọn em rất ấn tượng về hình thức trẻ trung, dễ yêu thương của cô nên đã chụp lén vài kiểu ảnh. Phải đến khi em tải lên và tắt cô vào, cô mới biết và rất bất thần. Ở ngoài, cô Hương rất hòa đồng và thân thiết, thủ thỉ với bọn em, cô cứ mỉm cười suốt. Hình ảnh đời thường của cô giáo trẻ. Trong khi đó, Lan Hương không hề biết mình bị chụp lén trong lúc giảng bài. Sáng nay, cô bất thần chiếm được nhiều lời mời kết bạn. Ban đầu chính còn nghĩ hay bị ai đó trêu chọc. Mình thực sự rất sửng sốt khi được đông đảo dân mạng chú ý đến vì vẻ bề ngoài. Ngoài nụ cười nho nhỏ, mình cũng khá lo âu khi chiếm được nhiều lời mời kết bạn cũng như bình luận về bạn dạng thân, Lan Hương chia sẻ. Lan Hương là cựu học sinh trường Trung học phổ thông Tư Thục Nguyễn Khuyến với 3 năm luôn đạt học sinh giỏi toàn diện. Ngoài học và giảng dạy về tiếng Anh, Lan Hương còn có thể giao tiếp thành thạo bằng ngôn ngữ Nhật. Chia sẻ về sở thích của bạn dạng thân, chính cho hay thích hát và hát khá ổn. Giống như bao cô gái khác, cô nàng cũng mê showbiz và thường xuyên đi du lịch với người thân và bạn bè. Cô giáo thực tập xinh tươi tiết lộ vẫn còn đơn lẻ vui tính. Lan Hương không cần người yêu phải quá đẹp trai hay giàu có, chỉ cần hiểu được cô là được.